chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, khối không khí lạnh làm ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc nước ta đã suy yếu dần. Do vậy, trong đêm qua và sáng sớm nay, nền nhiệt tại các tỉnh thành thuộc khu vực Bắc Bộ tiếp tục quá trình tăng chậm. Nhiệt độ ngoài trời lúc này ở các tỉnh miền Bắc, trong đó có cả thủ đô Hà Nội, dao động trong khoảng từ 12 đến 15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ tăng dần, tuy nhiên đáng lưu ý là sáng sớm vẫn duy trì tình trạng nhiều mây và sương mù bao phủ, có nơi còn có hiện tượng quá mù do mưa phùn, mưa nhỏ. Sương mù xuất hiện có thể gây cản trở tầm nhìn, làm giảm khả năng quan sát của người lái xe, ảnh hưởng đến việc đi lại của quý vị. Vì vậy, quý vị nên chú ý đề phòng và chủ động giảm tốc độ xe khi di chuyển vào vùng có tầm nhìn xa bị hạn chế, quan sát kỹ và bật đèn vào sương mù khi di chuyển. Sáng sớm là vậy, còn trong ngày hôm nay, Bắc Bộ trời sẽ có nắng về chiều, cảm giác ấm áp sẽ càng rõ rệt hơn khi nhiệt tăng dần. Mức nhiệt cao nhất trên toàn miền phổ biến ở mức là từ 19 đến 22 độ, phía Tây Bắc có nơi cao hơn. Không chỉ trong hôm nay mà dự báo trong 1 đến 2 ngày tới, nhiệt độ vẫn trong quá trình tăng chậm, trung bình 1 đến 2 độ mỗi ngày. Vì thế mức nhiệt cao nhất ngày sẽ vào khoảng 23, thậm chí là lên đến 26 độ trong ngày 25 tháng 1. Nền nhiệt về đêm cũng sẽ tăng nhẹ lên mức 14-16 độ vào ngày 25 tháng 1, cảm giác bớt rét hơn. Thời tiết rất ủng hộ cho các hoạt động giao thông cũng như giao thương của quý vị và các bạn khi Tết Nguyên đán đang cận kề. Sự suy yếu của khối không khí lạnh cũng khiến mưa ở miền Trung giảm nhanh. Mưa chỉ còn xuất hiện cục bộ vài nơi như ở khu vực Trung Trung Bộ tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi. Nhưng lượng nhỏ và không đáng kể. Còn với khu vực Bắc Trung Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, sáng sớm trời chỉ còn sương mù vài nơi và rét nhẹ. Về nền nhiệt độ trong ngày hôm nay, hầu hết các nơi tại Trung Bộ đều hửng nắng. Vì thế, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, nền nhiệt cao nhất ngày tăng lên mức là từ 19 đến 21 độ. Còn khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi, nhiệt độ nhỉnh hơn vào khoảng từ 21 đến 25 độ. Nơi có mức nhiệt cao hơn cả là các tỉnh Nam Trung Bộ. Tại đây trời có nắng và nhiệt độ trưa chiều dao động trong khoảng từ 28 đến 32 độ. Nhìn chung thời tiết có xu hướng tốt dần lên và thuận lợi hơn cho các hoạt động trong ngày năm hết Tết đến của người dân khu vực Trung Bộ. Tây Nguyên, Nam Bộ vẫn là những khu vực có nền nhiệt cao nhất trên cả nước trong ngày hôm nay. Tại đây trời có nắng từ sớm và kéo dài trong ngày, nền nhiệt ít biến động với nhiệt độ trưa chiều từ 27 đến 30 độ tại khu vực Tây Nguyên và từ 31 đến 33 độ ở Nam Bộ. Tuy nhiên, đáng lưu ý là mực nước sông Cửu Long, sông Sài Gòn tiếp tục lên theo chiều và có khả năng đạt mức cao nhất vào hôm nay và ngày mai. Dự báo đỉnh chiều trên sông Tiền sẽ lên mức báo động 2, trên sông Hậu sẽ lên mức báo động 1 và tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn sẽ lên mức báo động 3. Vì vậy, nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ở các vùng trũng thấp thuộc khu vực thành phố Hồ Chí Minh gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống và sinh hoạt. Vì vậy, quý vị nên chủ động đề phòng. Trên biển, sau những ngày biển động, sóng lớn do ảnh hưởng của không khí lạnh, đến hôm nay, gió đông bắc tại khu vực Biển Đông, bao gồm cả hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa, có xu hướng giảm dần về cường độ, ở mức khoảng cấp 5. Mưa rào và dông chỉ xảy ra rải rác vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, nên thuận lợi hơn cho các hoạt động hàng hải trên Biển Đông. Như vậy, thời tiết trên cả nước hôm nay đang chuyển biến tốt lên, trời tạnh ráo, thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời và giao thông, giao thương của quý vị. Bản tin thời tiết sáng ngày 23 tháng 1 xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.